Xin giới thiệu các bạn, ba thớt. Đây là âm ly thuần, một cái đẩy bao gồm phần công suất và phần chỉnh âm lượng cũng như là trái phải. Con DAM A100 này hàng nội địa Nhật, điện 100V, đánh được hai cặp loa các bạn nha, đánh rất khỏe. Các bạn có thể đánh được hai cặp 3 tấc luôn. Nhưng mà khuyến cáo của mình là các bạn có thể đánh một cặp và một cặp bổ trợ nha. Rồi, còn đây là gồm một cái phần van và một cái micro không dây bộ nhận tín hiệu. Và cái đây là hai cái này là mình đồ mới các bạn nha, đồ mới, hàng mới. Và mình mua giùm khách thôi, mình mua giùm khách để mà họ ghép với lại một cái đẩy của hàng nội địa và cặp loa hàng nội địa để karaoke. Nếu các bạn mua âm ly hoặc là loa và muốn thêm hỗ trợ lên phần karaoke thì mình có thể mua hộ cái phần van hoặc là cái phần micro không dây giùm các bạn nhé, hoặc là các bạn có thể tự trang bị cho mình. Bán trên mạng rất là nhiều, nhưng mà cái này là mình có thể lấy được cái giá tốt. Và nếu mà các bạn cảm nhận là giá nó còn tốt hơn nữa thì các bạn hãy tự trang bị cho mình. Đấy. Rồi, mình giới thiệu sơ lược một chút là đây cái phần âm ly thuần. Rồi, ở trên này là cái van cơ lai số, nó có vẫn có hiển thị cái dòng số ở đây rất là rõ ràng. Và các cổng của nó là bao gồm chơi là USB nè. Cổng AUX số 1, AUX số 2 nè. Rồi có optical kết nối cổng quang với TV luôn. Rồi có Bluetooth luôn nha các bạn. Bluetooth luôn nè. Đó, tín hiệu Bluetooth. Những cái đồ mới thì giá nó thay đổi liên tục các bạn nha. Và mình có để giá bên dưới cho các bạn tham khảo. Và các bạn, mình xin nhắc lại là mình cũng hỗ trợ mua giùm thôi. Mình các bạn có thể tự trang bị cho mình. Còn cái về cái phần giá thành thì các bạn đừng quá lăng tăng comment này nọ. Rồi, chúng ta quay lại với cái phần test. Thì cái nãy mình vừa vào mình test cái phần nhạc trên YouTube Guitar Rumba bất hủ. Và đây, cái phần này cái phần chuyển cổng nè. Các bạn có thể chuyển qua AUX và cổng quang vân vân. Ở đây thì cái van này các bạn có thể chỉnh được bass treble cho cái phần nhạc music nè, nguyên nè, bass mid treble và ba dải luôn nè. Còn bên này là chỉnh bass mid treble cho cái phần micro. Rồi, ở đây là cái cụm delay, có nghĩa là chỉnh echo rồi chỉnh cái độ vang á các bạn, 1, 2, 3. Đấy, rất là gọn luôn. Con này thì nói chung là nhìn vào là biết liền sẽ chỉnh. Còn nếu nó cố tình nó làm âm vào phía trong á là để cho chúng ta không có đụng chạm nhiều. Nếu mà đã chỉnh rồi thì cứ để nguyên như vậy, nó đỡ phải chỉnh tới chỉnh lui và cũng đỡ phải va chạm. Rồi còn ở đây thì các bạn, cái phần nhạc chính nè, chỉnh nhạc nè, chỉnh micro và chỉnh cái effect là chỉnh cái phần này. Đó, có nghĩa là ba cụm, 1, 2, 3. Thì ở đây 1, 2, 3 nút. Đấy, rất là đơn giản luôn. Rồi còn micro thì các bạn chỉ cần việc mở lên, rồi các bạn ca. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Các bạn thấy, ở đây nó hiện thị cái phần âm lượng nhảy lên nhảy xuống, cái phần tín hiệu của micro. Rồi mình xin tắt nhạc một chút. Alo. Nha, bây giờ mình mở lên. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo, 1 2 3 4 5 6. Mình đang sử dụng micro trái và phải. Đây các bạn, nếu các bạn tắt micro nó sẽ hiển thị cái nút tắt tiếng lên. Mình xin nhắc lại đây là hai con này là hai con hàng thị trường các bạn nha. Chứ mình dùng từ hàng những cái hàng nói chung là hàng nhái, hàng gì này nọ thì nó kỳ quá. Mà nói là hàng thị trường, hàng mới nha các bạn. Rồi. Với cái bộ thiết bị này thì các bạn có thể dễ dàng ghép loa có những cái công suất lớn để nghe nhạc và karaoke thoải mái các bạn nha. Và nếu các bạn muốn kết nối Bluetooth thì qua đây luôn cũng tiện và nó nhận cổng quang luôn. Thì anh này là một cái pre, một cái nhận tín hiệu và một cái xử lý tín hiệu và truyền xuống cho âm ly. Đó, thì nó nhận tín hiệu và nó xử lý tín hiệu ở đây chỉnh được nhạc nè, bass, mid, treble luôn, ba dải lên cũng rất là dễ.
Còn cái này là phần micro rồi thì tất nhiên là micro thì các bạn dành riêng cái phần karaoke và cái chỉnh vang dành cho karaoke. Còn nếu mà nói về phần nhạc không á thì chỉnh được bass mid treble. Các bạn chơi loa nghe nhạc cũng rất là ok các bạn nha. Thấy thiếu dải nào thì chúng ta chỉ cần chỉnh lên chỉnh xuống ở cái dải đó thôi. Chúng ta nói về cái độ mới và cái sự tiện ích các bạn nha, và cái cách sử dụng thôi. Còn ở đây là nó ghi là 48 bit DSP đồ này nọ, chip giải mã 48 dùm lum hết rồi, cứ bỏ qua nha. Trong video clip trước mình có sử dụng cặp loa NS350 ghép với Amply Pioneer, Amply dòng chuyên nghe nhạc. Và mình có giải thích một chút về cái phần là công suất. Thùng loa thì rất là lớn, bass lớn 25 mà công suất ghi là 50W, những cái dòng thập niên 70-80. Cái cách viết cái công suất 50-60, cao lắm là 80W. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn về test về cái phần công suất. Và ngay cả chúng ta mượn cái van, cái đẩy và cái micro không dây này để test luôn cái phần karaoke của những cái loa thập niên 70-80 các bạn nha. Xin tóm tắt một chút về những người khách mà chưa có coi video clip trước thì các bạn có thể xem lại cái phần link ở bên dưới để coi lại cái video, hoặc là mình giải thích sơ lược là con này là dòng Yamaha NS350 với chiều cao của cái thùng loa là 71, bề ngang 34 và chiều sâu tính luôn cái phần khung lưới dày bằng gỗ này là cũng tầm khoảng gần 34cm các bạn nha. Chung nó khá là vuông. Cái lỗ thông hơi, đây là lỗ thông hơi. Bass này bass 25, màn giấy nguyên bản của Yamaha, âm bass mềm sâu. Cái phần siêu trep, phần trep vẫn nằm trên đây. Ngay này có cái lưới sắt bảo vệ, giấy dầu. Và bên cạnh có cái phần chỉnh âm lượng, cái phần độ cao của trep. Mức cao nhất là cộng 3 dB và mình đang để mức độ cân bằng. Con này có cái thùng loa thể tích lớn, nặng 14kg một loa các bạn nha. Và công suất ghi là 50W, độ nhạy 92 dB. Một cái độ nhạy rất là lớn, rất là dễ phối ghép. Và con này nó tính từ cái phần chân này đổ lên là nguyên cái thùng loa, cái thể tích thùng loa. Còn ở bên này là cái phần chân, ở dưới này là cái phần chân. Nó làm cái phần chân để nó cao lên để chúng ta để hai bên bàn TV, cũng như là nó tách biệt cái phần chân này cho nó cái phần mặt sàn, chống rung cũng như là chống thấm nước vân vân. Rồi chúng ta quay trở lại phần âm thanh các bạn nha. Bây giờ mình tán một cái bài guitar rumba trước. Chúng ta sẽ chỉnh được âm lượng của đây, âm lượng của loa trên này. Còn đây là cái phần chỉnh bass mid treble là 3 dải tần trên đầu van. Rồi phần âm nhạc. Còn đây là cái phần chỉnh cái phần micro karaoke, chỉnh bass mid treble cho cái phần giọng hát luôn. Rồi còn đây là cái phần chỉnh cái độ vang cho cái phần giọng hát của chúng ta. Còn ba cái nút âm lượng chính của tụi nó nè, đó, rất là dễ chỉnh. Còn này micro thì chúng ta chỉ bật lên và hát micro không dây thôi. Yamaha ai thích hát nhẹ thì có thể giảm cái phần echo lại các bạn nha. Chúng ta chỉnh cái phần effect ở đây, cái chỗ hiệu ứng. Và mình xin bật micro lên. Alo. Alo. Đời là dòng sông, ngày
trôi qua đi bao đau thương mình còn chỉ cho nhau nếu mai kia gặp gỡ. Xin giữ mộng đẹp muôn thuở, dù có qua ngàn dòng tố thì giấc mơ đành ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm chỉ nguyên tìm nào ngỡ. Gói trong thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Mình giảm cái effect lại nè các bạn. Nếu mà các bạn muốn hát nhẹ thì nó chỉnh cái effect nó, cái phần echo lên. Và cái micro thì các bạn có thể tăng cái phần âm lượng của micro lên, đơn giản là như vậy. Còn nếu thích nhạc nó lớn hơn thì tăng cái phần âm lượng của cái phần music lên. Còn ở đây thì thôi mình xin tắt cái phần micro các bạn nha. Và mình nói cho nó nghe nó rõ ràng hơn. Chúng ta chủ yếu là test cái phần cặp loa, mình nói về cái phần công suất và mình nói về cái phần chất âm khi các bạn hát. Nãy giờ mình cảm lúc con này thì mình nghe cái tiếng nhạc ở ngoài, mình đang nghe ở ngoài cái không gian ở ngoài thì mình cảm nhận âm bass khá là nhiều. Do đó mình giảm cái phần âm bass lại ở trên cái phần cái đầu vang trong cái phần music. Còn nếu các bạn thích nghe mà nó đánh đã hơn nữa thì các bạn đơn giản là chỉnh cái phần bass lên một chút thôi các bạn nha. Ở đây nè, đó mình đang hướng 2 giờ thôi, là tầm cộng 2 decibel thì các bạn có thể lên hướng cộng 10 decibel, hướng 5 giờ luôn các bạn. Đấy. Lúc mà nói chuyện á thì cái effect này nó khá là vang, nhưng mà khi mà các bạn có phối nhạc vô á mà nghe effect hơi kém á thì cái giọng hát các bạn kéo hơi bị mệt. Thôi còn tùy vào các bạn nhé. Cái phần hát hò thì mình cũng comment ra cái phần đánh giá cá nhân của mình thôi. Còn các bạn tùy chỉnh. Còn chủ yếu chúng ta test cái phần âm thanh từ cặp loa và từ cái đầu vang chuyển xuống cho cái phần âm ly DAM A100. Và xin nhắc lại là cái đầu âm ly DAM A100 rất là khỏe các bạn nha. Kéo được hai cặp như vậy thoải mái. Thì các bạn muốn chơi một cặp, hai cặp như vậy cũng được. Hoặc là một cặp lớn và một cặp bổ trợ. Mình nghĩ là một cặp bổ trợ là được rồi. Mở lớn, mở nhiều nó ồn và nó tạo những cái âm thanh vọng lại không cần thiết. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hãy các bạn nếu cảm thấy thích các bạn có bài test như vậy thì hãy bấm like giúp mình nhé. Và xem thêm trên Facebook, Zalo cũng như là website hanoidiennhiecvu.com. Và mình xin nhắc lại là các bạn có nhu cầu ghép để hát thì mình có thể hỗ trợ mua giúp cái phần vang hoặc là có micro các bạn nhé. Các bạn cũng có thể đặt ở trên mạng rất là nhiều. Đây là phần dây kết nối cũng như là những cái mặt sau của phần âm ly. Đây là hai cặp loa, cặp trên và cặp dưới nè. Có quạt tản nhiệt hút gió ra ngoài và ở đây có ba cái nguồn điện, ba cái ổ điện 100V để chia ra cho các thiết bị cần dùng. Điện 100V nha các bạn. Và mình đang gắn cái ổ điện này là của cái ông này. Cái thớt này là thớt micro, con này chạy điện. Đây, con này chạy nguồn 12V cho tới 18V nên nó biến từ điện 100V hay điện 220 đều được. Rất là tiện nên mình gắn nối từ cái đầu này qua cái này. Đỡ phải một cái ổ điện. Nhưng mà cái phần cái đầu vang số á thì nó sử dụng điện 220. Rồi. Còn cái này điện 100V các bạn nha. Và các bạn thấy cái phần âm ly nó rất là lớn. Bề ngang size 43 chuẩn rồi. Nhưng mà chiều sâu của nó rất là sâu tại vì cái phần linh kiện bên trong khá là nhiều. Và nó làm thiết kế rất là mỏng, nó cố gắng làm mỏng nhất có thể để nó có thể đặt chồng những cái thớt này lên và nó làm gọn. Đặt ở trong cái học. Và cái cách kết nối thì rất là đơn giản các bạn nha. Chúng ta nhìn dây vậy thôi chứ lúc mà mình nắm được cái nguyên tắc thì nó dễ. Điều đầu tiên là đầu vào. Thì cái vang số này nó là cái thiết bị nhận đầu vào hết và nó chỉnh bass trep và nó chỉnh micro vân vân, tất cả nằm trên đây.
tất cả nằm trên cái van này các bạn nha. Nên đầu vào đây là dây AV, AUX, điện thoại, máy tính, vân vân. Đây là dây quang optical, cổng quang in trực tiếp. Rồi. Rồi nó nhận đó, nó nhận hai đầu vào. Đó. Rồi chúng ta sẽ xuất nó ra. Xuất bằng dây AV cho cái âm ly nhận. Rồi vậy là xong nha. Từ cái phần đầu van qua âm ly. Rồi còn ở trên này thì cái micro thì gắn nguồn điện rồi, nó có nguồn điện rồi thì chuyển một cái dây. Một cái dây này thôi. Đó là truyền xuống gắn vào cái cổng micro. Nè, micro nè các bạn. Gắn vào. Rồi xong. Hoặc là các bạn có thể gắn micro ở phía trước nữa nè, 1 2 tổng cộng có 3 cổng micro thì chúng ta gắn ha, gắn ở phía sau cho nó gọn dây thôi. Còn ai xài micro có dây thì gắn trước. Còn xài không dây thì gắn sau cho nó gọn dây. Như vậy là xong các bạn nha. Và bản thân cái này là micro không dây nên nó có hai cái râu này mở lên cho nó bắt tín hiệu tốt. Cái còn cái râu này cái râu của cái ông Bluetooth của cái đầu van ở bên dưới. Rồi. Rất là tiện nha, có cổng quang, có Bluetooth luôn và chơi USB luôn.